Còn màn hình Asus ROG Strix RTX 3090 O24G Gaming, sản phẩm cao cấp mới nhất của Asus với hiệu năng tăng hơn 20% so với RTX 3080, giúp các bạn có thể thoải mái chơi mượt mà các tựa game khủng nhất hiện nay ở độ phân giải 4K 60fps. Về thiết kế thì từ trên xuống dưới, Strix đã được cải tiến hoàn toàn để phù hợp với nền tảng ARM Ren mới từ NVIDIA với nhiều kim loại bao quanh hơn 3 quạt làm mát với công nghệ ASIO. Quạt trung tâm sẽ quay ngược chiều so với hai quạt còn lại để bảo đảm toàn bộ phần heat sink dày đến 2,9 slot PCI sẽ được làm mát toàn bộ. Giải RAT RGB bắt mắt có thể tùy chỉnh thông qua phần mềm Armory Grid theo phong cách cá nhân bạn. Các bạn cũng có thể dễ dàng tinh chỉnh các thông số quan trọng bao gồm có tốc độ GPU, bộ nhớ và cài đặt điện áp với tùy chọn giám sát mọi thành phần trong thời gian thực thông qua tiện ích Asus GPU Tweak 2. Nguồn yêu cầu dành cho chiếc ROG Strix RTX 3090 này là 850W trở lên và sản phẩm đang có sẵn tại Hà Nội Computer với mức giá là 55.899.000 đồng. Các bạn ghé qua để tham khảo nhé!